Vâng, xin kính chào quý chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh youtube của em Tôi là mới invest vào phiên ngày thứ năm, 30.9 hôm nay Thì à, mọi người thấy được rằng là hôm nay là một cái phiên giao dịch hết sức là ảm đạm Thì chúng ta nguyên một ngày trời à, giao dịch chỉ có khoảng tầm là 15.000 tỷ thôi Trên sàn HXX và trên tổng 3 sàn chỉ có hơn 15.000 tỷ à, Nhưng mà về cái thanh khoản, về cái uh, khối lượng ấy, thì nó lại chỉ đạt có bao nhiêu ạ? À? Hơn 438 triệu cổ phiếu thôi Tức có nghĩa là cái sự sụt giảm này nó chỉ bằng có khoảng tầm là sắp xỉ đâu đó khoảng tầm là 65 phần trăm 60 phần trăm so với lại là trung bình của 20 phiên là 700 triệu cổ phiếu đấy mọi người thấy là một cái sức mà như thế nào ạ à? một cái sức mà tụt giảm về cái 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 khối lượng tương đối là nhiều 30 phần trăm ha hơn 30 phần trăm đánh giá là nhiều so với giai đoạn hiện tại thì cái việc mà sụt giảm như thế này nó phản ánh qua cái điều gì và nguyên nhân đến từ đâu á thì trong cái video này em sẽ nói rõ cho mọi người nhé rồi, thì uh, có thể là đầu tiên cái việc nguyên nhân là hôm nay là thị trường chúng ta đón nhận một cái thông tin là bắt đầu thành phố Hồ Chí Minh cho nới lỏng giãn cách cũng như là ở các tỉnh uh, miền Nam đã bắt đầu giãn cái 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 chỉ thị uh, 16 ra để bắt đầu là cho những cái doanh nghiệp cũng như là các công ty hoạt động trở lại người dân bắt đầu một cái một cái uh, cuộc sống là bình thường mới. Thế thì cái việc mà cái dòng tiền nó bị rút ra khỏi thị trường chứng khoán để mà quay trở lại cái việc mà sản xuất kinh doanh đó là một cái điều em đã có những cái dự báo trước đó cho mọi người chúng ta dễ hiểu, đúng không ạ? Rồi, cái thứ hai, có thể rằng là những cái gì, những cái dự án về bất động sản nó cũng đang cho thấy một cái giai đoạn mà phục hồi trở lại sau một cái gì sau một cái năm mà tương đối là ảm đạm, đúng không? Thì sau khi mà một cái quá trình mà thị trường ta đi lên rất là mạnh mẽ như này rồi, thì những cái phần lãi thì đâu đó thì những cái nhà đầu tư họ cũng sẽ họ rút dần ra để mà có thể là họ phân bổ vốn sang những cái mảng đầu tư khác ví dụ như là bất động sản hoặc là cũng có thể là vàng nhưng mà bây giờ vàng thì em nghĩ có thể là không còn hấp dẫn như hồi xưa rồi không phải là còn là cái cái nơi mà đồng tiền nó trú ẩn nữa rồi mà bây giờ sẽ là bất động sản và thậm chí là giới trẻ thì bây giờ có thể là kể cả là 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 bên đồng tiền điện tử nó cơ crypto đấy ha rồi thì uh, đó là những cái nguyên nhân mà em có thể uh, đúc kết được khi mà thị trường chúng ta hôm nay là cái thanh khoản nó cực kỳ là và thậm chí là trong những cái giai đoạn sắp tới á, nếu như mà với cái thanh khoản mà tiếp tục nó sụt giảm như thế này hoặc là nó cứ duy trì uh, một cách mà, mà mà phải nói là ảm đạm như vậy á thì khả năng cao thì giờ thì, uh, thị trường chúng ta khó lòng mà chúng ta vượt lên được ở những cái ngưỡng mới. Đó, à, thì uh, để mà phần nào đó chúng ta chỉ là đang như thế nào chúng ta đang sống trong cái nhịp mà uh, bong bóng tài bong bóng tài sản nó đang dần nó, nó 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 lớn lên đấy ha chứ không phải là trong một cái nền kinh tế chúng ta đang phát triển mà thị trường chứng khoán nó lại đi lên. bởi vì sao à? Tại vì dịch bệnh như thế này dòng tiền nó được bơm ra là do chủ yếu là từ những gói kích thích của nhà nước cũng như là những cái sự và cái cái cái, cái dòng tiền nó dịch chuyển từ những cái mà không có sinh ra được lợi nhuận thì nó chỉ đổ vào cái kênh thị trường chứng khoán thôi chứ mà bây giờ hiện tại là các anh chị chúng ta thấy là cái quý ba của nước ta là uh, GDP nó giảm một cách nghiêm trọng như vậy lần đầu tiên từ lúc mà ghi nhận cái GDP đúng không ạ năm 2000 là bắt đầu là, là là thấy là hôm nay là cái cái năm năm nay là cái quý ba là cái con số mà rất là xấu ở tất cả các nhóm ngành là đặc biệt là kể cả là dịch vụ bán lẻ nữa à, thế thì việc mà mở lại cái gì à? cái cái ngành dịch uh, cái cái, cái uh, giãn cách như thế này á thì những cái nhóm ngành nào sẽ là những cái nhóm ngành được hưởng lợi thì thứ nhất là như em đã có nói ở những cái video trước là gì ạ à? thứ nhất là bên đầu tư công này thì sẽ được giải ngân vốn đúng không thì những cái công ty về vật liệu xây dựng như thép xi măng rồi thép xi măng rồi cát đá sỏi vân 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 thì nó sẽ được hưởng lợi tương đối là nhiều và kể cả là những cái công ty bất động sản các công ty bất động sản đang có những cái dự án mà sắp mở bán cũng như là À, những cái dự án mà như nào đang trong cái quá trình là được quy hoạch thì đều là được hưởng lợi hết Đó. thì sau này thì mọi người sẽ thấy được rằng là, là uh, bất động sản nó sẽ có những cái cú hitch trong cái dịp cuối năm này đây là cái sự quy luật của cái dòng tiền thì nó thoát khỏi cái kênh chứng khoán thì nó có thể đổ vào những cái kênh tài sản cái kênh đầu tư khác thôi ví dụ như bất động sản hoặc vàng hoặc là có thể là kể cả, cả là gì nữa là. Uh, có thể là là là, là vạ hình đá quý ví dụ kim cương ví dụ vậy đó. ha. Rồi, uh, ngoài ra thì uh, uh, quay trở lại với uh, thị trường chúng ta đi. Hôm nay là một cái phiên mà trong đó em đánh giá rằng là cái việc mà những cái phim vừa rồi đều là những cái phim mà nó phục hồi và nó tương đối là dễ tạo ra những cái bull trap. Thì hôm nay đó là cái T3 của cái cái cái, cái nhịp mà giảm 26 điểm rồi và cái thanh khoản nó tụt như thế này á thì phần nào đó nó cũng có cái sự tích cực mà cũng một phần nào đó nó cũng mang cái yếu tố tiêu cực tích cực ở đây có nghĩa là gì à có nghĩa rằng là những cái nhịp mà khi mà thị trường chúng ta kéo lên á thì cái áp lực bán nó không thực sự là quá là quyết liệt mà nó chủ yếu là đến từ những cái nhà đầu tư cá nhân à, như là là áp lực bán nó không có xuất hiện một cách nào nó như nào à? nó bán ồ ạt ra à, cũng không phải là cái sự mà bán ra của nhà đầu tư tổ chức đấy cho nên rằng là với cái việc mà thanh khoản nó thấp như thế này này thì chắc chắn là không thể nào mà đến từ nhà đầu tư tổ chức được mà chủ yếu là đến từ nhà đầu tư như thế nào ạ? À? Cá nhân. ấy mà những nhà đầu tư mà chúng ta có thể nói là đang kẹp hàng ở những cái vùng giá 1350 cho tới 1365 trở lên. Đấy, thế thì mà cái tiêu cực ở đây có nghĩa là gì? À tiêu cực ở đây có nghĩa là tại vì là do là hôm nay thị trường chúng ta tạo ra một cái cây nến gì ạ? À? Cây nến doji bị có một cái râu dài nó, nó 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 ở phía trên như thế này thì cái với cái việc mà thể hiện cho thấy được rằng là cái lượng cầu ở những cái vùng mà dưới đây á cái trạng thái và thị trường chúng ta nó ở thời điểm hiện tại cũng như là các nhà đầu tư cái tâm lý của họ nó như thế này cầm hàng á thì chúng ta cũng sợ mà bán hàng ra thì chúng ta lại tiếc nhưng mà khi mà hỏi mua hay có phàm mà dám mua hay không á thì lại không dám mua Đấy nó giống như là đang bị kẹt giữa một cái làn ranh làng ranh rất là rất là, là là dễ bị mắc sai lầm giữa việc mua việc bán, cho nên là cứ thế là họ sẽ nằm im, Đấy, nên là nó khiến cho cái thanh khoản của chúng ta phần nào đó nó cũng bị sụt giảm đi đáng kể, nó là như vậy. Ha. Thì những cái gì, à, những cái nhịp như thế này á, nó sẽ có một cái gì, à, một cái nhịp nào đó nó sẽ mang cái tính quyết định, một cái phi nó mang tính quyết định trong cái dịp sắp tới là rất là cao. Ha. Thì chắc chắn là thị trường ta một là lên hay là xuống thôi, còn không mấy là đi ngang. À, thế thế thì cái việc mà chúng ta xác nhận cái độ rủi ro ở thời điểm hiện tại nó rất là quan trọng nha. Các anh chị chúng ta cần phải lưu ý một cái điều đó ha. Thì nếu như mà theo cái uh, uh, góc nhìn kỹ thuật của em á thì thị trường nên có thêm một cái nhịp mà nó điều chỉnh về lại cái vùng thấp hơn một chút xíu nữa thì nó có thể nó quay về nó test lại như nào trong những cái phiên sắp tới hoặc là trong tuần tới đi. Thì đâu đó nó có những cái phiên nó test về lại khoảng tầm quanh cái vùng 1330 và rút chân đi lên sẽ là những cái tích, tín hiệu tích cực để mà nó tạo cái đáy ở vùng quanh vùng 1330 như thế này là tuyệt vời ha để mà có những cái động lực để mà nó đi lên tiếp thì nhìn chung là cứ thể mà mà, mà nếu như mà những cái nhịp mà nó test xuống á, mà nó rút chân đi lên và cái thanh khoản của nó vẫn thấp á thì đánh giá là là tích cực hơn cái việc mà cứ thế mà nó đánh lên mà với cái thanh khoản nó không hề không hề lớn chủ yếu đó chỉ là những cái nhịp mà nó ráng nó kéo lên để mà mà nó xả tiếp thôi thì như thế thì sẽ không có an toàn ha rồi thì cái kịch bản đưa ra đối với lại cho các anh chị chúng ta rằng là nên có một cái nhịp mà điều chỉnh tiếp về lại vùng 1330 và sau đó là những cái nhịp mà rút chân nó đi lên á và nó break được cái gì là cái cản chéo ở đây này chúng ta phải dịch giờ lên cái cái cản chéo nó lên trên đây rồi đó. thì cái cản chéo bây giờ của chúng ta nó cũng quanh quanh cái vùng kháng cự ở vùng 1355 1360 nên là ở đây là double luôn ha đây này coi như là nó rất là sát nhau nó rất là gần nhau cho nên là cái tâm lý cũng như là cái và cái ngưỡng kháng cự nó đang tương đối là khá là 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 khó để mà vượt qua thì em nghĩ là nó cần phải có một cái động lực về dòng tiền tương đối là lớn ở vùng này đó cho nên rằng là là, là là với cái việc mà thị trường chúng ta nó không hề có cái dòng tiền hoặc là nó nói thực sự là không phải là thiếu cái dòng tiền mà là do là thiếu cái lượng cầu lượng cầu nó không có quyết liệt cho nên là nó không có chịu đánh lên Đấy, nó rất là khó ha bởi vì tiền nó cứ phân hóa theo nhóm cổ phiếu hoặc là tiền nó phân hóa theo nhóm ngành được hưởng lợi từ tính tức này nọ ấy, thì nó sẽ uh, không có đạt được những cái yêu cầu về cái gì ạ? À? Uh, cái cái sự lan tỏa của dòng tiền từ đến từ những cái nhóm uh, ngành cổ phiếu lớn như ngân hàng hay là uh, nhóm cổ phiếu trụ uh, nó nó không hề có gì cả. Ví dụ như hôm nay thì mọi người thấy là có gì ạ? À? Có PNG nó kéo này. Có mọi người thấy kinh khủng không? Hôm nay PNG nó kéo bữa mới thấy nhìn nhìn thấy không? Đấy, mà hôm nay kéo tới tận hơn 5 phần trăm rồi hôm nay tự nhiên Vick là được kéo luôn à, hôm nay tự nhiên Vick cái được kéo trong khi là việc công banh là giảm này đấy rồi Vinhome hôm nay cũng có lúc trong phiên nó được kéo tương đối đấy mà rồi sau đó cũng giảm à, thì nó tạo vô hình chung nó tạo ra một cái áp lực bán lên thị trường của chúng ta đấy. Ok thì đó là về cái nhận xét chung của em về thị trường chung nên là mọi người cũng cần phải cẩn thận thì em nghĩ rằng là nếu như mà muốn mua mới á, thì các anh chị chúng ta cứ nên đợi thôi, à, nên đợi khoảng tầm ít nhất là đến ngày phiên ngày mai để coi là nó có nhịp nó test về lại ở vùng dưới hay không. Còn nếu mà nó tăng luôn á thì các anh chị chúng ta em nghĩ là nên cơ cấu ra những cái mã cổ phiếu nó yếu đi, chúng ta chỉ giữ lại những mã cổ phiếu mạnh thôi nhá. Còn mạnh hay yếu á thì các anh chị chúng ta cứ nhìn những cái nhịp á nếu mà thị trường chúng ta có cái sự hồi phục đi lên á mà những mã cổ phiếu của anh chị nó cứ cắm đầu đi xuống á thì đó là những mã cổ phiếu nó yếu. Thế thôi. Rồi còn nếu mà các anh chị chúng ta không kiên dẫn được thì em nghĩ là tốt nhất là giai đoạn này là nên đứng ngoài thị trường à, còn một cái sáng kiến nữa đó chính là uh, nếu mà không cảm thấy như không kiếm được lại thì cứ đứng ngoài thị trường ở giai đoạn này ấy chí ít nhất là mình sẽ không có bị uh, mất một cái khoản tiền cũng như là giữ được cái vốn của mình để mà cái cơ hội nó rõ ràng hơn đó, thì chúng ta sẽ tham gia ha huh. rồi qua đến uh, dòng ngân hàng đi hôm nay dòng ngân hàng thì uh, không có quá là nhiều cái điều đặc biệt chủ yếu là các sự khởi sắc thì em thấy là nó bắt đầu nó 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 nó, tụt dần rồi <laughs> thì có thể nói là là ngân hàng ở đoạn này thì có thể nói là hết vị rồi thì chủ yếu chỉ còn một số mã cổ phiếu nhỏ nhỏ như em có nói thôi thay vì các anh uh, chị chúng ta tập trung quá là nhiều ở các mã cổ phiếu lớn trong dòng ngân hàng ví dụ như ACB hay là CTG hay là HDBank hay là Liên Việt hay là MB hay là là là, là STB rồi, à, uh, cả cả Vietcombank hết thì anh chị chúng ta nên à, lúc này là nên bỏ qua đi. Nghĩa là nên bỏ qua dòng ngân hàng ở đoạn này. Đó. thì chỉ còn chứ ít một số mã cổ phiếu như OCB hôm nay cũng tương đối là tốt này. Ừ. Rồi hay như uh, gì nữa à BBB uh, này. Ừ. Rồi ABB cũng còn đang khá là ổn đấy. Chứ còn lại thì ví dụ như Techcombank hôm nay em cũng đã phải cho các anh chị trong room khách hàng cũng hạ rồi. Cũng hạ mất một nửa đi rồi, mua từ những cái vùng giá này này. Mua từ những cái vùng 48 này này, 485 này lên đây thì cũng bắt đầu cho hạ rồi Bởi vì những cái nhịp mà nó vượt như thế này mà nó không thành công á Và với cái khối lượng mà cứ, cứ duy trì như thế này thì khả năng là nó cứ đi ngang đi ngang rồi Sau đó là những cái nhịp mà nó dũ Bởi vì có thể nói là <laughs> Cái dịch Covid này nó bị, nó tác động đến ngành ngân hàng quá là nhiều đi Đấy, Nói chung là nó ngấm đòn Giống như là bây giờ là, 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 là có thể thấy là, là, là dòng ngân hàng á, mặc dù là họ liên tục họ báo lãi nó tương đối là nhiều nhưng mà chủ yếu là đến từ cái việc mà họ đã trích lập dự phòng uh, một cái lượng khá khá đấy và cũng như là cái tỷ lệ bao phủ nợ xấu nữa cho nên là việc mà hiện tại mà mà để nói là cái dư địa của ngân hàng nó còn tăng hay không thì mình đánh giá rất là kém ha đấy mà ngược lại thì uh, nếu như mà dòng ngân hàng mà nó ảm đạm thì trong đó thì sẽ có những cái mà cổ phiếu bên bảo hiểm đúng không ạ? À, bảo hiểm này. Ví dụ như BVH ha. Thì đánh giá là BVH ở vùng này thì uh, chuẩn bị xem. À, nếu mà nó đã break được cái cản chéo như thế này rồi nè. Chúng ta phải xem. Nếu mà ở về tính là chặt tuần á, thì nó lại tương đối là đẹp ha mọi người ha. Đây chặt tuần của nó thì lại tương đối là đẹp á. Rồi còn chặt tháng đây. Đấy, chặt tháng cũng đang có đã có một cái như thế nào tích lũy ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tháng. 7 tháng trời là coi như là từ đầu năm đến giờ rồi. Nha. Yeah. <laughs> Nói chung là cần phải có những cái điểm xác nhận thêm. Còn nếu mà mọi người muốn mua dần rồi mọi người tích lũy á, thì em nghĩ là vùng giá này là ok ha. À, cứ quanh cái vùng từ uh, 56 cho tới vùng uh, 59 á thì mọi người cứ canh chúng ta mua nhặt dần cũng được. Nha. Yeah. Rồi, right. uh, <laughs> Rồi thì chắc cũng không nói quá là nhiều về dòng ngân hàng ở thời điểm hiện tại cả bởi vì khá là nhiều các anh chị nhà đầu tư vẫn đang kẹp ở trong dòng ngân hàng. Thì em vẫn khuyên các anh chị chúng ta nên thoát ra đối với dòng ngân hàng thôi. À ví dụ như như nào ạ? Ví dụ như CTG mọi người nhìn thấy cái chạc tuần của nó này. y chang như những cái gì mà nó thể hiện năm 2018 là coi giờ nó rơi 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 cứ thế mà rơi thôi ha. Em cũng đã nói rất là kỹ rất là lâu rồi. Thì thôi thì cũng bó tay không cái này hôm nay mà đóng Uh, tuần này nó đóng cửa như thế này thì rất có khả năng là tuần 6 nó còn rơi nữa đó Nói chung là dòng ngân hàng nó đang bị gặp cái áp lực bán kinh khủng á Nhiều, rất là nhiều nhà đầu tư kẹp hàng Nếu mà có những cái dịp mà nó hồi lên á Ví dụ như như thế này à, nó, nó, nó kéo dài khoảng bao nhiêu tuần ạ? 1 tuần, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tuần tới tận 18 tuần là coi như là chia cho 4 là hơn 4 tháng trời ha 4 tháng rưỡi rồi sau đó mới có một cái nhịp nó như thế nào à? nó tạo đáy ở đây rồi nó đi lên à, cũng nếu mà ăn được lướt được cũng được 20 25 thì ở thời điểm hiện tại em đánh giá nó cũng như vậy thì nó có thể nó rơi về lại một cái mức chiết khấu nó đủ lớn đây ha có thể là 30 mấy phần trăm đi ví dụ như về vùng 27 28 là 34 phần trăm thì ở cái nhịp trước đó năm 2018 của nó nó cũng đã chiết khấu được một cái đoạn này 45 phần trăm mọi người đấy nhá cho nên là thôi đừng có kiểu như là tiếc nuối gì ở vùng này nữa còn gì nữa đâu mà tiếc với sầu rồi kinh khủng không mà mọi người thấy cái vùng nó đã thoát hàng ra nó cực kỳ lớn này đấy những cái giai đoạn mà nó chạy nước rút lên như thế này thì thôi lo mà thoát đi chứ còn gì nữa mà mà tham gia vào không? đây này nước rút luôn này y chang đúng không giai đoạn này nước rút á cái khối lượng nó còn lớn hơn nữa đấy bởi vì một cái quá trình mà nó gom cổ phiếu này rất là lâu từ 2018, 2019 đến giờ. Đấy ha. rồi với cả là do cái dòng tiền nó lớn đó, cho nên là nó cũng cần phải có một cái khoảng thời gian tương đối là lâu để mà nó phân phối ra này, đúng không ạ? Đấy, rồi thôi thế thì uh, no hope, nói chung là không còn hy vọng nhiều đối với là dòng ngân hàng, đặc biệt là những mà cổ phiếu lớn như uh, CTG, BID đúng vậy. nói chung là khó. Ok. Rồi, qua đến dòng dầu khí. Nói chung là dòng dầu khí bữa giờ là có thể thấy là 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 dòng dầu khí rất là đẹp. Nói chung là dòng khí rất là đẹp ha. Những cái nhịp này á nó điều chỉnh rất là tích cực nên là mọi người cứ thế mà nắm thôi. À, cũng không có nhiều cái sự uh, gì ạ à, bị bán ra trong những cái nhịp này. Chốt lại thì ai muốn chốt chốt chứ em mà em cảm thấy như là khả năng cao nó vẫn lên được khoảng tầm 21 cho tới vùng uh, 21.5 và thậm chí là lên được 22. Nó là cách chỉ chúng ta cứ thế mà chúng ta nắm giữ thôi, không hề không vấn đề gì cả nhé. Ha. Đấy, BTR vẫn tốt nha, cái xu hướng của dòng tiền nó vẫn tốt, không sao. Đấy, đóng cửa tuần giữa này là ngày mai có thể là đóng quanh quanh cái vùng 20.3 đấy. Có thể mai lên được 20.3 và đóng cửa quanh cái vùng 20.3 là tuyệt vời luôn. Rồi, uh, tiếp theo là BVS. BVS này cũng tiếp tục là một cái nhịp mà nó tăng rồi sau đó bị áp lực chốt lãi theo thị trường chung thôi. Không có vấn đề gì, cứ thế mà nắm giữ thì đâu đó có thể là lên được khoảng tầm 29, 29.5. Đấy, cứ quanh vùng này thì canh chỉ chúng ta canh chúng ta chốt một phần. Rồi nếu mà có những cái nhịp điều chỉnh á, chúng ta sẽ đợi thêm nhé rồi BVD hôm nay cũng tăng tốt này mọi người thấy ha BVD nói chung là con này mấy con này cái dòng tiền nó cũng kiểu không biết đường nào mà lần á thì à, em vẫn nghĩ là nên cứ nắm giữ thôi chừng nào mà gặp cứ gặp kháng cự thì cứ canh mà chốt lãi dần ví dụ như BVD thì cứ canh mà chốt lãi quanh cái vùng mà quanh 24 ở đây đấy lên đây này gần gần lên đây là gặp đỉnh này ha kháng cự của gì dạ. kháng cự của tuần cũng như là kháng cự tháng ở đây này thì cứ thế mà chốt thôi rồi uh, ngoài ra một số mã cổ phiếu khác nó điều chỉnh tích cực như là có Bao này nhá có Bao điều chỉnh tích cực này thế nhưng mà em không có khoái mấy cổ phiếu này rồi BLC em thấy BLC cũng uh, quay lại là được cái nền rồi thì những cái nhịp mà chủ này, này là những cái nhịp mà nó có thể nói là gom hàng lại của tổ chức thì có thể là um, bắt đầu cho cái nhịp mà như nào nó gãy dũ này kéo lên lại ha tích lũy lại ở trên này thì nó có thể nó tiếp tục nó đi lên nhá thì như em nói là nó nếu mà nó vẫn giữ được cái vùng này á thì, thì thì ở những cái nhịp tới thì nó có khả năng nó bước lên được để mà nó tạo tiếp cái nền số 3 trên này ha gas cũng là mã cổ phiếu bữa giờ cũng kéo thị trường ta tương đối là tốt này đấy rồi nói chung là 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 là, là, là nhịp này á để mà mua được những mã cổ phiếu ví dụ như gas như thế này á thì sẽ rất là khó tại vì nếu như mà gặp thị trường chung mà nó như nào nó không có ủng hộ hoặc là nó nó dập nhiều nó lên xuống á thì thường là gas nó sẽ đem ra nó bán ghê lắm ha là này ví dụ như những cái nhịp này này mặc dù khối lượng nó không lớn nhưng mà như thế nào giảm kịch hàng luôn Đấy. rồi qua đến vật liệu xây dựng thì vật liệu xây dựng thì hôm nay nó có cái phần hạ nhiệt rồi thì nó thay nhau nó tăng lên này hôm nay có btb tăng tốt ha còn lại thì bcc hôm nay cũng cũng vẫn tăng nhưng mà cũng gặp áp lực chốt lãi này hay là ht 1 cũng tương tự như vậy Đó, thì cứ thế mà nắm giữ thôi vì đây là những cái nhịp điều chỉnh rất là tích cực không có vấn đề gì cả rồi mọi người cũng có thể suy xét chúng ta coi được đến uh, VCS này cũng tương đối là ok nếu mà mọi người có tham gia ha. Rồi uh, qua đến bất động sản, bất động sản thì hôm nay đó như em nói là sẽ có những cái cú hích đến từ uh, bất động sản đúng không? trong những dịp cuối năm nay có thể là Các anh chị chúng ta còn hàng á, thì em nghĩ là cứ thế là nắm giữ từ đây cho tới uh, có thể là cái vô địa nó có thể là tới tháng 10 đó, không có vấn đề gì. Đấy, c4g của lộc mã đầu tư công này được hưởng lợi này nha cái đầu tư uh, c4g thì em thấy là uh, ok đó nếu mà nhịp này vẫn giữ được quanh vùng 11.6 thì tuần sau nó có thể nó 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 bay nó có thể nó tăng mạnh á à, các anh chị chúng ta cũng thể chú ý c4g giúp em ấy có những cái nhịp nó dũ về này dũ à, về gom hàng Đấy. rồi uh, EJC EJC hôm nay đóng cửa tương đối là khá là bèo nói chung là nó nó sẽ có một cái nhịp nó quay về lại em nghĩ nó sẽ có nhịp mà nó quay về lại khoảng tầm 27.3 27.5 năm à, nếu mà nó vẫn đi ngang trong cái biên độ này á, thì hoàn toàn là 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 có thể nắm giữ được còn nếu mà trường hợp xấu mà nó thủng cái vùng 27 á, thì em sẽ xem xét em em chạy thôi em vẫn còn giữ EJC ha rồi uh, gì nữa nha ngoài ra thì những mà cổ phiếu mạnh ví dụ như AAV này nó vẫn tiếp tục tăng này bữa giờ cũng có nhiều anh chị chúng ta hỏi em là có mua được ở vùng 27 hay 28 hay không này Ấy thì bản thân thì chắc chắn là cái xu hướng của nó vẫn tăng rất là tốt đấy, nhưng mà mua liều ở đây thì không dám mua đâu bởi vì nhìn chung mà nó cũng thuộc cái dạng mà gọi là là là, là lái lụa mà. Ừ. Rồi, đạt phương vẫn uh, tiếp tục duy trì này, hôm nay có áp lực chốt lãi ha nhưng mà không vấn đề gì. Đấy thì còn lại thì 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 uh, cũng uh, không có mấy cái phần mà dư địa tăng tốt đâu hdc này, hdg cũng vậy nói chung là khó mấy con mấy con như hdg đánh khó lắm kể cả, cả dig này mọi người cũng nên cần hạ tỉ trọng nha đây là những nhịp này là cực kỳ là xấu rồi ha rồi qua đến dòng chứng khoán thì hôm nay dòng chứng khoán trừ abg là của nhà louis ha thì một số mã cổ phiếu của bên dòng chứng khoán thì những cái atc hôm nay là chốt náp thì nó lại tăng ha. ví dụ như ai này đụng phát thì những cái atc nó kéo lên ha đụng phát cái ATC nó kéo lên tới 40.65 luôn. Ờ, ngộ ngồi thế. Không không hiểu là cái ý đồ gì hết. Rồi ngoài ra ví dụ như là có gì nữa. SHS cũng vậy này. Đấy, cũng nói chung là cũng có kéo kéo lên. Với cũng vậy. Thì nếu như mà nó vẫn giữ được ở những cái vùng trên này á, thì chúng ta cứ tạm thời chúng ta quan sát thôi. Hoặc là những cái nghiệp vừa rồi là các chị chúng ta hầu như là chúng ta không có lãi đối với lại dòng chứng khoán đâu. Rất là ít ha không hề có lãi đâu nên là cứ thế mà cứ canh mà đợi mà, mà từ từ mà thoát ra chứ cái dư địa của nó nó cũng không còn nhiều nó hoặc là nó cứ thế mà nó tích lũy thôi ấy nó sẽ phải mất một khoảng thời gian như em nói là ví dụ như ai ha cái những cái nhịp trước đây này mọi người thấy đâu ạ à? đây ha cái nhịp này nó mất là lần vũ thứ nhất này lần vũ thứ hai này lên này vũ lần cuối này rồi sau đó mới đi lên tức là nó ba lần vũ mà nó khoảng mất khoảng bao nhiêu ạ à? mất một khoảng thời gian từ tháng 1 cho tới tháng 5 Đấy, nó mới đánh lên là mất 3 4 tháng rồi. Đấy nhá, cho nên là cần phải có thêm thời gian tương đối là nhiều. Thì nếu mà tính ra từ cái nhịp này đi thì nó từ tháng 8 này thì có thể tới tận đầu năm sau thì nó mới còn một cái nhịp hoặc là cái chu kỳ tăng mới nếu mà nó vẫn giữ được và vẫn sai quay được ở trên cái vùng mà em đánh giá là trên 38 ha. Rồi. Thì đó là về nhìn mặt bằng chung của những mà cổ phiếu uh, chứng khoán. Đấy. Ok. À, tiếp đến VN30 thì nhắc tới dòng thép đi. Hôm nay thép bị áp lực chốt lại thì em đánh giá là chỉ là chốt lại của chết là những nhà đầu tư cá nhân thôi. Hoặc là việc mà chốt náp thôi ha. Không có vấn đề gì. hãy cứ thế mà nắm giữ thôi thì bên em đã mua từ những cái vùng giá 48 đến 49 đây rồi. Thì cứ thế mà nắm giữ thì bây giờ cái dòng tiền nó bắt đầu nó vào này ha. Cái khối lượng nó vẫn đạt được này. Thì cái target thì em vẫn đề ra cho các anh chị chúng ta là quanh vùng 55 tới vùng 56 hy vọng nó sẽ lên được ở những cái nhịp ngắn hạn sắp tới đây nếu như mà thị trường chung nó không quá xấu HSG cũng là một cái nhịp mà tiêu biểu của dòng chứng khoán này, à, của dòng thép này cũng lại tiếp tục vượt lên nhưng mà cáp được chốt lại em thấy đánh giá là ở vùng này nó cũng còn đang hơn tương đối là nhiều nên nó phải cần có cái động lực nó lớn hơn nữa mấy nam kim cũng vậy Nào, nam kim cũng đi theo mấy đàn anh nói chung là nhịp này á em nghĩ là cứ kéo lên á thì nó cố nó kéo lên á thì mọi người cứ canh và chốt lại thôi Đấy, cứ canh mà chốt lãi thôi nha cố kéo lên dịp này thì cứ thế mà canh mà chốt lãi ok rồi tiếp theo uh, bên uh, vin 30 còn uh, MySan, my san may cũng kéo lên rồi sau đó cũng bị áp được chốt lãi trong atc ở đây uh, gần về cuối atc thì lại bị chốt lãi uh, tương đó là, là 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 bèo nhưng mà nói chung là mở lại là kinh tế thì uh, những hàng như my thì nó sẽ phát triển mạnh lắm Đấy, hay là khác như là có hôm nay có bán lẻ như là có FRT cũng vậy này đấy. À, FRT hay chắc bán iPhone dữ lắm sắp 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 đợt tới như về iPhone 13 này rồi đi uh, World đấy mọi người thấy không? À, thì khi mà khi mà thị trường chúng ta được mở cửa trở lại được thông thoáng trở lại á, kinh tế được uh, giãn cách nới uh, lỏng giãn cách trở lại á thì những mà cổ phiếu bán lẻ với lại thực phẩm á nó sẽ tăng lên rất là mạnh nhé cần phải chú ý những mà cổ phiếu như thế này G hôm nay cũng tăng tốt nhưng mà chắc có thể là do là là, là như em nói đó, cái ngưỡng ở gì ạ? À? Cái ngưỡng ở vùng 129 này này, cái gáp 129-130 này này, nó tương đối là mạnh bởi vì cây này là cái cây bị bán ra rất là nhiều thôi khối lượng nó tới 3,7 triệu cổ phiếu lần, thì thì nó quay về nó 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 giảm dưới này thôi. Thì nếu mà nó tích lũy lại được ở những cái vùng trên này á, thì đánh giá là tích cực trong những cái phiên sắp tới hoặc là những cái nhịp sắp tới của G nhé. Rồi ok bán lẻ thì mai uh, xa nói rồi ngoài ra thì có công pet này cũng vậy nay pet cũng tăng tốt đấy nhưng mà do là, là cái dòng tiền nó không lớn cho nên là bị áp được chốt lãi lại thôi ừ à, hay thì, ha thì cứ thế mà nếu mà các anh chị chúng ta còn được lãi đó, thì em nghĩ rằng là có thể nắm giữ được còn không á thì uh, cứ canh cứ cứ canh mà chặn lãi thôi nhé ví dụ như là những cái nhịp như này nó gãy tương đối là sâu này tương đối là hú hồn ha hú hồ díu đúng không để nó kéo nó lại được như thế này thì lại nó rất là tốt rồi Đấy, mà nó cần phải giữ trận ở trên alo alo Ồ. rồi rồi ok hôm à, nay có png là nổi bật nhất thôi không có, không còn cái gì khác nói chung là png đánh nhịp này cũng khó ừ. có thể mai png nó trả điểm lại đấy thì nó lại tạo ra một cái tâm lý tương đối là 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 là, là khác đi đấy. À. À, thì bvh này là em có nói rồi ha, đúng không ạ thì chúng ta chú ý bvh giúp em được nhé ha à. ok tiếp đến là khu công nghiệp khu công nghiệp hôm nay là cũng tương đối là dậy sóng một chút xíu ừ. <laughs> thì à, những mặt bằng chung á những mà cổ phiếu ví dụ như d2d này nếu mà nó tích lũy một cái khoảng thời gian dài như thế này nè à, thì là sẽ ở những cái nhịp sắp tới á mọi người cũng có thể là chú ý nó được nha nếu mà nó tích lũy như thế này này ha, một cái chu kỳ mà nó tích lũy như thế này á, thì nó đánh giá rất là ok, nó vẫn giữ được những cái khoảng ở trên này này, thì nó rất là ok, nhé mọi người có thể chú ý D2D giúp em. Ngoài ra thì KBC ở những cái nhịp này thì nó sẽ gặp những áp lực chốt lại ở trên này rất là cao này ha, em đã có nói rồi, cứ thế lên đây mà canh mà bán đi thôi. Chứ mà trong nhịp ngắn hạn thì nó sẽ em nghĩ là nó khó lòng mà nó, nó, nó tăng lên được về lại được khoảng tầm vùng 45, 46 lắm, hoặc là càng vượt đỉnh thì lại càng khó. Đấy cho nên là, là, mọi người đừng có kiểu mà đua giá trong những cái phiên như thế này nha đừng có đua giá trong những cái phiên như thế này rất là rủi ro nha ok hsc hsc cũng vẫn đang ok thôi cứ thế mà nắm giữ có hàng thì nắm giữ thôi à, nói chung là khu công nghiệp thì từ đây cho tới cuối năm á thì em nghĩ là nó vẫn còn cái dư địa tăng của mình Đó. idc cũng tốt này Đó. idc cũng không hề hấn gì ha ok thì đó là sơ qua về cái mạng cổ phiếu à, hôm nay có thêm một cái dòng nữa là dòng phân bó hôm nay có, có hàng dcm này hôm nay tự nhiên kết nó tăng trần đấy thật sự là nếu mà dcm ấy cũng có những cái dịp này là những cái nhịp mà nó vũ bỏ này mọi người thấy không ạ à? đánh lên này đấy tích lũy lại trên này ha vũ lại nhịp nó cũng giống như nhịp này nè đánh lên này vũ lại nhịp này mọi người thấy không ạ à? rồi sau đó mới đánh lên tiếp này ấy mà đánh lên tiếp rồi sau đó cũng lại có một cái nhịp nó vũ tương đối là mạnh đây nữa nè rồi nó lại vượt đỉnh ha ấy thì ở nhịp này có thể là em nghĩ là nó có thể nó chạy một cái nhịp cuối nó có thể là nó sẽ tái phân phối cho nó hết đấy nhịp này nó có thể nó tái phân phối cho hết ha đây là à, nếu mà các anh chị còn hàng thì em nghĩ là cứ nắm giữ thôi à, cứ thế mà nắm giữ thôi cái điểm mua thì chắc chắn sẽ không còn rồi nói chung chỉ có mỗi DCM là đẹp. DBM thì khả năng cao là cái kháng cự này mai bị bán này. À, mai quay quay lại cái vùng 37 giống ít cho tới vùng 38 này sẽ bị bán này. Lát này cũng tương tự như vậy. Chỉ có DCM này thì cái dòng tiền nó vào nó quyết liệt hơn thôi. Thế với lại cái cả cái sự đeo bám của nó cũng không có nhiều. Đó. Ok, thì đó là về tổng quan của thị trường cũng như là các nhóm ngành mà hôm nay em review cho các anh chị chúng ta thì nếu mà em vẫn chưa có gì phân tích về các loại cổ phiếu mà các anh chị chúng ta đang nắm giữ thì có thể chúng ta comment ở dưới phần một phần comment giúp em nhé để em có thể phân tích cho các anh chị chúng ta nha à, rồi xin cảm ơn các anh chị đã quan tâm và lắng nghe theo dõi video ngày hôm nay các anh chị chúng ta chưa có follow kênh youtube của tuấn á thì hãy ủng hộ em bằng cách là follow kênh cũng như là đăng ký kênh để mà nhận thông báo mỗi khi có ra video mới nhé rồi xin kính chào lại các anh chị chúng ta ở những cái video tiếp theo